Đây à? Khu mình đây à? 27-28 rồi chỗ này. Tầm 3-5. Đây đợt này cọc đến 15 này cọc nốt là nó ra. Đóng đây, đây ra kia à? Hai đây ra kia là một. Một lô một nô. Đây là cấm rộng 125 m mà. Rộng nhiều. Bên kia là một nô, bên kia hành lang tận 10 mét. À thế là bọn này là nó làm trước là dưới lại dựa đây nó là cái đường rãnh thoát nước. Ừ. Đúng rồi, rãnh thoát nước. Bên ấy nó là rãnh thoát nước của hai bên. Tí nữa ra kia nhìn sơ đồ. Thoáng thế đấy chứ nếu mà thiết kế kiểu này nhỉ. Thoáng đẹp mà. Sau mặt kia hết à? Mặt kia hết rồi, mặt kia bây giờ nó bán tỷ mới. Mặt kia là của bọn lãnh đạo thành phố tỉnh Hòa Bình hết. Mặt kia có mua có người mới xuất lên mà. Mặt kia hôm nọ cái Ninh Hùng nó bảo anh tìm ra một miếng mặt kia để bán lại, anh hỏi anh cũng thích, nó bán khoảng luôn. Rồi nó lúc em mua này nó mua sơ cho em mặt trên kia em không thấy, em đổi sang bên này. Còn 4 phút hôm nào, 5 đây, phút đây là một nửa ngoài ra một bản nhà đây, là một view ngoài bên kia. Thì hôm nọ nó còn hồ sơ trên kia em không thấy, bọn nó mua hết rồi. Mình thấy 5 ô, cái này còn chen 5 ô thì đấu được 4 ô rồi. Cái này đồ cơ đôi năm thôi là tiền nó ra cực kỳ nhiều. Ngoài kia nó đường xong, ngoài kia nó vin như vậy. Ngoài kia được ra sổ ở đây chưa? Vâng, ngoài kia nó bán trước, ngoài kia bán đầu tiên. Đây là 10. Đây là vẫn chưa đóng tiền tiền nộp đâu mà nó ra sổ. Hạn 15 ngày đóng tiền nộp đây. Là xong chục ngày nó ra sổ mà. Ra sổ trong mình cần mình phải. Đây là sau này nó là dạng hành lang này không này. Hành lang đấy. Nó xa không hay là có, nó phải giả mà đóng tiền nó phải giả mặt bằng mình chứ. Ừ. Em kiểu huy động 6 5 hay 5 luôn 5 mét 5 mét sâu ở trong này 5 mét 125 mét trong đây. Quá sâu rồi đây sau này cũng làm ốp vỉa hè đâu nó nát gạch đấy nó làm hạ tầng hết luôn biết đâu điện đường nước sạch hết chỗ thì chắc là làm đường cao nhỉ? Vâng, đường cao nó thoáng, cống rãnh nó thoáng, nước quy hoạch rõ ràng, chuẩn chỉ luôn. Kể cả mình đấy đây sau mình nửa khu đây mấy cái, mấy đô? Em còn 2 đô thôi, em ấy thắng 1 đô, còn 2 đô đứa em lấy rồi, lấy xong rồi, đứa em lấy rồi, còn 2 đô thì em để lại 1 đô thôi. Gọi là quỹ vứt ở đây thôi. Muốn bù nó ở đây. Không, mà 2 năm sau nó lên được thì bán. Ừ. Ừ. Có mấy trăm anh ạ. Muốn bù nó nằm ở đây. Sao lại đông dân lắm đông. Đây nó là vùng trọng điểm của mà cái này là nó xa huyện Thanh Sơn mai nó tách về đảo Hoàng Xá. Quy hoạch rõ ràng rồi. Dần hệ thống cần dần trường sọ não này ủy ban xã đây là trung tâm y tế trường cấp 1 trường cấp 2 bên kia ủy ban xã bên kia ủy ban xã kia nhỉ ủy ban xã đằng sau lưng nên là một cán bộ là tiếp mà nhỏ rất đời vài xá sau này chạy vào đây mua đất còn chả có đã trả hết rồi 5 triệu cái dương đổ ra sổ ra sổ hết rồi mặt bên kia ra sổ hết rồi thank you.
Quán cà phê này tên là gì em nhỉ? Cà phê 24 giờ. À 24 giờ. Ở đâu, địa chỉ chỗ nào? Khu công nghiệp Hoàng Xá. Khu công nghiệp Hoàng Xá, Phú Thọ đúng không? Quán cà phê rộng diện tích. Đúng rồi. Bà hà hay là cái gì ạ? Gì cũng được. Hoàng Xá Thanh Thủy Phú Thọ. Anh xin lỗi, không được gần à? Anh tưởng. Sorry, không biết. Lần đầu tiên nhìn thấy lồng chim. Sống đống nghề chết. Bây giờ đống nghề mới sống à? Mới tồn tại. Gọi là có nhiều nguồn thu nhập thì nhiều nguồn thu nhập sống được. Xưa đi làm công chức nhà nước khoảng được vài triệu thì mẹ sướng lắm rồi, nghe hoàng hoàng lắm. Tự tin đúng không? Bây giờ khác. Hoàn chắc rồi. Mẹ bố mẹ mà đẻ ra nhá mà nuôi được một đứa nào mà vào công chức nhà nước thì có nghĩa là thành công lắm. Coi như là thành công rồi em ạ. Nhà nào mà có khoảng 3 đứa con mà đều vào công chức nhà nước thì cái nhà đấy thì giàu lắm rồi. Người ta phong danh hiệu là gia đình văn hóa số 1 rồi. Cán bộ mà chuyển là thành nghề công chức nữa thì cười như né. Nhất giáo viên bây giờ công chức thì chửi bộ đội vừa hài vừa ngành mới hot được tháng 3 triệu chết mẹ đọc sóc và đóng
giáo viên nghề anh Nam Xu này đi trên xe anh bảo được bảo mẹ nghe đi em đéo uống rượu khuya mẹ thật đấy. Mẹ hỏi anh là lương ông được bao nhiêu mà bằng nửa không? Mẹ lương lên 12 triệu thằng đéo đi làm. Mẹ bán ngoại giao đi thu tiền bán thêm vài tấn cám hơn nữa. Đấy bảo thẳng luôn bảo là mẹ ông bán thêm 20 tấn cám nữa hơn cái số tiền đấy của ông. Mà đỡ mất việc, cái việc đấy mình đi gắt sát sao mình đòi nợ ngay hơn. Đi nghe ngóng vài miếng đất. Cây kia là cây gì nhỉ Hùng nhỉ? Cây đang tỉa kìa. Cây mộc. Không phải con mộc. Cây hoa gì người ta hay một đơn đơn không đơn. Cái mộc của chính chỗ sáng cho tôi. Bạn nghe nhiều mộc đấy. Đúng rồi, hỏi cái mộc 30 triệu chưa? Đúng rồi, 100 triệu. Đấy. Mộc vừa đắt mà. Đây tôi chụp ảnh cái này. Hôm nay anh em mình bảo là chính nha, có đồi trồng mộc cũng được. Trồng mộc bài này chụp lâu lắm em ơi. Trồng lâu sau anh. Nó lớn đâu, mộc cây mộc ấy. Nó như cái chè miền Nam ấy, nó mới làm được. Cây mộc ấy nó đúng như cái cây kìa, nó cứ ra tán ngay từ gốc. Cái bọn miền Nam ấy mà để nó làm được cây mộc mà cao tầm khoảng 60 phân hay 80 phân nó mới ra cảnh ấy. Rồi. Là nó phải cuốn, tức là nó bóc vỏ, cạo vỏ đi xong bắt đầu nó lấy rơi nó lịt. Đúng rồi. Hết các cành lại với nhau. Thế là sau một thời gian nó liền. Không biết cho nên tại sao bọn Bắc mình toàn phải ở miền Nam mua ở Bắc mình để nó tự nhiên nó chỉ lên tầm 10 phân để nó ra. Như gốc chè làm gì mà nó có cây cao được. Mà các ông đi mua là cứ phải đòi tiêu chí là phải cao từ 1 mét trở lên. 80 đến 1 mét thì mới ra cành thì mới gọi là cây. Cây đấy bằng cái cây hú sữa cái là đã hàng chục năm rồi. Đúng rồi. Nó nhanh đâu. Bằng cái thân cây bú sữa kia có mà cả chục năm. Đó là họ nhà chè. Thằng Vũ Trung làm cám cùng em ở thành phố Lào Cai. Bây giờ nó chỉ làm chí gửi đất như cầm đồ và xe cổ. Bị cả rộng lắm. Thế là mẹ như bọn em chìm kia đi cầm cao tầm 3.000 đến 5.000 triệu. Đó. Ngọt. Là cái gì nó cũng phải mất một thời gian để gọi là gây dựng thương hiệu. Đúng rồi. Mà bây giờ về cái thời này gây dựng thương hiệu không phải mất lâu như ngày xưa. Anh chỉ cần 1 đến 3 năm thôi. Nếu anh làm tốt, làm tốt đúng rồi. Đến năm thứ 2 này anh đã thành công. Nhưng nếu anh làm không tốt thì nó có thể mất thời gian lâu hơn nữa. Nhưng nếu anh càng làm tốt thì ông càng nhanh. Đồng thời thì người. Mà cái thằng này nó mai lấy đất của em à. Được là nó từ năm 91 à. Năm kia nó mua miếng đất 10 tỷ lúc còn ngoài thì mẹ kinh à. Lúc mà đang thằng tỷ mùa này đấy, trên cho mày á, ngày xưa lúc nào bán làm sáng làm chết ạ, nó giao dám tất kỷ luật trên cho mày á. Tỷ mét đấy đứa nó. Mẹ xong đến lúc bây giờ quay lại bọn nó ngặt em nó quay sang làm đất. Đất chỗ nào mẹ nó có thông tin nó ôm hết. Mà 8 giờ chốt mình lấy những của em này. Nếu nó chỗ nào? Nếu nó chỗ thứ 2 á. Đấy, bây giờ nó khôn đấy, bây giờ nó quay sang hình thức là ký gửi. Thằng nào mà cần tiền là đất đến rồi, bây giờ đây mua bán là nó làm. Không cho vay bảo hiểm như ngày xưa là đội quân của nó đi hỏi. Cứ 5.000 đến 10.000 triệu như rồi. Bây giờ quay hàng nằm chắc, không có tiền rồi, quay hàng nằm chắc. Không phải đi đòi chắc đấy, mà tự người ta phải giảm. Bán đất cho mày rồi, mày sợ nó ngày ngày hết rồi đã. Đêm nào nó đang mất ngủ chuyện ngày mai đến hạn mẹ rồi. Đấy, rồi. Tôi xin ký mẹ rồi. Vâng, ký được. Ai cho em gửi đồ ạ? Sáng hôm lúc này ạ? Của em đó. Chà. Này, nó đi tận gái nhiều sao nhỉ? Nó toàn biết những cái đồ uống. Đang đồng đưa bạn gái đi. Em không uống được trà, không uống được cà phê nên chỉ uống trà thôi. Đâu à? Đen này. Đen này, đây là đen của anh ạ. Đây có đường. Đen đường. Tôi biết ông hay uống đen nha, tôi phải gọi ông đen. Liên quan như thế, lúc nào cũng chỉ pha cà phê đen. Cái này thì nó gân thắng. Đây, nó cũng chua kiểu như là anh mua cái máy như kiểu đợt anh không đi tàu từ thiện đợt miền Trung nhỉ? Uống ở trong Hà Tĩnh ấy, nó có cái máy nó vừa rang vừa xay cà phê nóng luôn ạ. Uống rất là ngon. Thơm. Tươi tươi đúng không? Gọi là tươi. Xay luôn.
cà phê tươi cho vào bơ rang của xay đấy bọn anh mua đấy chứ là khi nó đến khách hùng nên nó lấy thế mà. Khi khách đến nó cho vào xay nó rang luôn ông nó vừa xay được nhiều rồi nó đút vào trong đấy cứ là nó bây giờ nó tự chế biến nó không như ngày xưa nữa nhưng mà vẫn là bây giờ bọn bây giờ nó xay to nó không xay mịn như cái bọn bán ở siêu thị đâu rồi nó xay to xay mịn như cái bột ngũ cốc mà mà anh ơi em là nó không phải là nó xay hơn cà phê đâu nó trộn nhiều cà phê với nhau lắm chuyện nhiều hương vị đúng không trộn nhiều hương vị nữa cho nên nó mới ra được thậm chí cả đội tương đây như bọn anh đây mua đây là phải bảo nó trộn sẵn cho về mình có ngậy thì phải có phải có thêm đậu tương không làm gì nó ngậy đúng rồi không chứ ông lấy cho mấy cân nhỉ nó gửi 5 ba cân, cân 3 cân à? Anh ơi nó mang tận nơi ấy hai mảnh tiên phong á trong hay ngoài mà được nó trong chỗ ngõ nhưng nó ráp một cái chân chân cầu bây giờ anh giải thích ngoài mặt đường này trong ngõ giờ nó ảo lên không bán được rồi thích cái ngoài mặt đường này. Trong ngõ bây giờ sốt ăn theo nó cả là không biết nó mua rồi mà mua xong trong ngõ vứt bỏ làm gì đâu bây giờ chỉ mua miếng đẹp rồi thì ra được nó có một miếng nó nằm trên chỗ trong ngõ mặt đường sông thích nó đối diện với cả những bây giờ mạnh.